Tổng thống Vladimir Putin trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Nga hôm 29 tháng 2 đã cập nhật về cuộc chiến ở Ukraine, năng lực hạt nhân của Nga và mối quan hệ của Moscow với phương Tây. Trong bài phát biểu nói trên, Tổng thống Putin cho biết nước Nga đã đứng vững trước mọi khó khăn và thách thức và quân đội Nga đã tăng cường năng lực chiến đấu. Our strategic nuclear forces are ready to implement. Các lực lượng hạt nhân chiến lược đang ở trạng thái sẵn sàng được sử dụng. Hệ thống vũ khí bụi siêu thanh không chỉ được đưa vào sử dụng mà còn được sử dụng với hiệu quả cao để tấn công các mục tiêu đặc biệt, quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Tổng thống Putin cảnh báo rằng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân là có thật nếu các nước phương Tây gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine và khẳng định Moscow có vũ khí để tấn công các mục tiêu ở phương Tây. Các quốc gia phương Tây phải nhận ra rằng Nga cũng có vũ khí có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Tất cả điều này thực sự đe dọa mở ra một cuộc xung đột có sử dụng vũ khí hạt nhân và sự hủy diệt nền văn minh, ông Putin phát biểu. Ông Putin cũng lặp lại cáo buộc phương Tây đang cố gắng làm suy yếu nước Nga và ông cho rằng các nhà lãnh đạo phương Tây không hiểu được việc can thiệp vào công việc nội bộ của Nga có thể nguy hiểm đến mức nào. Ông Putin đưa ra cảnh báo trên sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 26 tháng 2 nói rằng dù không có sự đồng thuận nhưng cũng không nên loại trừ việc điều lực lượng quân đội phương Tây tới Ukraine. Sau phát biểu của Tổng thống Pháp, Mỹ và các đồng minh chủ chốt của châu Âu đã cho biết họ không có kế hoạch gửi bộ binh tới Ukraine. Cũng trong bài phát biểu trên, ông Putin nói Nga không đóng cánh cửa đối thoại với Mỹ vì những chủ đề liên quan đến thế ổn định chiến lược. Tuy nhiên, ông cáo buộc giới lãnh đạo ở Washington vẫn đang công khai có những hành động thù địch chống lại Nga. Tổng thống Putin cho hay ông tin rằng điều quan trọng là Nga phải tăng cường quan hệ với các nước Ả Rập và các nước Mỹ Latin. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.